Dừng lại. Mày làm nào? Anh ơi, cứu em với. Tại sao đông người mà lại đánh một người vậy hả? Tao ra làm chủ tịch, dù dỗ em ghét của tao. Né mặt em ra nha mày. Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Tôi sẽ cho cậu một câu: sống trên đời đừng bao giờ coi thường người khác, và không thể nào đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài được. Mày làm nào mà lên lớp của tao? Dạ thưa chủ tịch, xe đang chờ ngoài kia, mình đi ngay cho kịp hẹn ạ. Ok em. Các cháu đông người lại đánh một người vậy. Ông là ai? Là ai không quan trọng. Đánh người là sai rồi, có chuyện gì từ từ giải quyết. Ông già, không phải chuyện của ông. Ông có biết nó là ai không hả? Chủ tịch giả đó ba. Thằng này là chủ tịch đó. Vậy móc nó đây. Chủ tịch giả. Chủ tịch giả. Chán sống rồi mày. Ăn theo học đòi chủ mày. Tịch. Mày vậy mày. Chết kìa. Đập vô mặt không? Chủ em gái tao mày. Chán sống mày. Tao quýnh cho mày khôn rồi nè con. Ngu. Dạ em chào giám đốc. Ừ. Ủa gì mà bún riêu phở bò ở đây nữa vậy? Dạ tối hôm qua người ta bán quên gỡ để em gỡ ra. Mà vì sao đó? Dạ em đau bụng quá sếp ơi. Sao không đi đi? Dạ em đi rồi thì không ai chung xe cho em hết. Thôi đi đi đi, để anh coi cho. Dọn giùm em cái chỗ này nha, để em bỏ cái xe của em vô. Ok cẩn ok. Một xíu nha. Để đó tôi sắp cho. Cái xe của em mới mua đó, cẩn thận một xíu. Ủa? Là anh. Làm bảo vệ ở đây hả? À, kỳ ta. Vậy là mình tệ hơn xưa luôn đó hả? Tệ hơn. Là sao? Tôi cảm thấy tôi thật là may mắn khi mà ngày xưa tôi chia tay anh đó. Bây giờ anh quá tệ rồi, anh tệ hơn ngày xưa nữa. À, tôi quên giới thiệu với anh. Đây là Hùng, chồng sắp cưới của tôi. Hôm nay anh đến đây để nhận chức quản lý của công ty Phúc Channel nè, nơi mà anh đang giữ xe đó. À, tôi ngại quá à. Anh thấy không, đây là điện thoại iPhone đời mới nhất của Apple nè. Cái này là SH150i. Anh mua cho tôi đó. Tôi ngại lắm. Nhưng mà anh cứ kêu lại lấy đi thì tôi phải lấy thôi. Nếu mà ngày xưa tôi quen anh á thì chắc bây giờ chắc là anh cũng không nạp đổi cho tôi cái cạc điện thoại 50 đâu ha. Thôi em, đừng cãi nhau với bảo vệ làm gì. Tốn thời gian lắm. Đi vào nhanh đi để sếp chờ. Anh là Hùng, đến đây nhận chức quản lý hả? Bảo vệ, xem xếp xe anh chỗ rộng rộng nhé. Cái chày xe là mấy tháng lương không để nổi đâu đấy. Bye. Hùng, ghê bay. Dạ, em cảm ơn giám đốc, em xong rồi giám đốc ơi. Cái gì? Giám đốc? Dạ đúng rồi, hả? Anh là giám đốc của công ty Phát Channel. Nãy giờ tôi thấy hai người rất là coi thường người khác. Ủa, không biết bé Lê Văn Hùng có được làm quản lý ở đây nữa không ta? Anh chị có nhớ những gì đã xúc phạm tôi từ nãy tới giờ hay không? Trên đời này gieo nhân nào thì gặt quả đó. Đừng dội coi thường người khác đến như vậy. Tôi sẽ báo với chủ tịch xem lại vị trí của anh như thế nào. Mà tôi nghĩ chắc là giữ xe còn không được, nói chi là quản lý. Còn em nói đúng. Ngày xưa em chia tay tôi, nhờ như vậy mà tôi mới có được ngày hôm nay.
Cảm ơn em. Dạ, chào chủ tịch. Ủa, anh cũng biết người này nữa hả? Biết chứ. Đây là anh Quân, chủ tịch tập đoàn của tôi mà. Anh mới nói đúng thôi. Chưa có đủ. Đây, không chỉ là chủ tịch của tập đoàn Phước Channel mà còn là ông trẻ của anh Hùng đó. Ông trẻ đó, biết không? Chủ tịch nghe em giải thích nãy giờ tụi em có chút hiểu lầm thôi. Hai đứa cứ vào trong trước đi. Chuyện này để ông xử lý. Dạ, ông trẻ. Cậu không cần phải giải thích nữa. Nãy giờ thấy thái độ của cậu tôi đã hiểu hết rồi. Tôi cho cậu một lời khuyên. Sống trên đời này đừng bao giờ coi thường người khác. À, ai da, ai da, đau quá. Đau quá. Chán sống hả mày? Đừng đánh nữa. Chết mày chưa? Đập vô mặt không? Chủ tịch. Mày là chủ tịch của công ty nào? Mày tính giả ai? Tôi là chủ tịch của công ty Phất hả mày? Phất hả? Mày tính Phất ai? Hả? Nè, tao nói cho mày biết nha. Tao á là tao chùm coi phim sao tao không biết công ty Phất của mày. Thì mới thành lập được một tháng nên mới chỉ có 2 tập. Dừng chưa có nhiều lại. Người coi. Vậy kênh phát nhanh phát chậm gì đó được nhiều giúp chưa? Có lần nào hơn 1.000 tư xúc. Để mà xảo sở hả mày? Móc nó tiếp đi. Cố phim nè. Giả vờ nè. Cho một câu nè. Ôi trời ơi, cái gì mà đáng kinh thế? Tạm thời trong thời gian này em đừng gọi anh là chủ tịch nữa, cứ gọi anh là sếp được rồi. Vâng, thưa chủ tịch. Chủ tịch, cho em với. Coi xếp xe cho anh chỗ rồi nè. Chạy xe là mấy tháng đường đủ ghê bay. Bay em nói liền luôn, đủ ghê bay. Rồi đúng rồi, rồi đúng rồi. Chạy ra rồi, chạy vô. Vô tiếp. Rồi rồi, chạy ra, chạy ra, chạy ra, chạy ra. Rồi chạy vô. Còn mẹ nó. Ok. Đây. Chủ tịch, không, không có đăng cái biển ra, em nghiêng mặt em mở đăng cái.